Công Truyền Kỳ Mobi, tái hiện Võ Lâm Truyền Kỳ 1 trên nền tảng điện thoại, cùng quay trở về thời đánh nhím cải cấp, hồi hộp lên từng liver với những bản đồ quen thuộc như kiếm các Tây Nam, điểm thường động, dược vương động, cùng gặp lại Lý Mặc Sầu ở Đại Lý với chuỗi nhiệm vụ hoàng kim của Long Ngũ để nâng cấp trang bị, và muôn vàn những ký ức ngọt ngào của Võ Lâm sẽ được tái hiện, cùng trải nghiệm lại thập đại môn phái của Võ Công Truyền Kỳ Mobile: Thiên Vương Hệ Kim, thân thể cường tráng, Thiếu Lâm Chánh Phái, Võ Lâm bắt đầu với Đạt Ma Độ Giang, Đường Môn Hệ Mộc, dùng ám khí nổi tiếng Võ Lâm, Ngũ Độc Hệ Mộc, Âm Phòng Thực Cốt, nội công thầm hậu, Nga Mì Chánh Phái, nhẹ nhàng uyển chuyển phổ độ chúng sinh, Thúy Yên Hòa Mỹ, Băng Tung Vô Ảnh, Băng Tâm Tiền Tử, Cái Bàng Hệ Hòa, Phi Long Tại Thiên, Thiên Hạ Vô Cầu, Thiên Nhẫn Tả Phái, nỗi khiếp sợ của Võ Lâm Trung Nguyên, Võ Đàng Đệ Nhất Chánh Phái Võ Lâm, Thiên Điệu Vô Cực, Nhân Kiếm Hợp Nhất, Côn Lôn Hệ Thổ với Lôi Động Cửu Thiên Sát Khí Ngút Trời. Cùng tải game ngay tại Võ Công Truyền Kỳ .mobi để ôn lại kỷ niệm Võ Lâm sau 18 năm hành trình bôn tẩu giang hồ. Máy chủ Đại Phật Sơn, Open 19 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2023.